Đôi giày cho vợ. Em thích đôi giày đó lắm. Chỉ cần em vui là được rồi. Cảm ơn anh. Ông ơi, chờ tôi tí. Ông đi đôi giày của tôi vào. Chân ông đi vừa cỡ giày của tôi đó. Tôi ở nhà không cần phải đi giày. Ông bán cho cháu hình bông hoa kia. Ông ơi, tặng cho cháu hình ông ơi, đi ông ơi, đánh lượt cháu. Của cháu đây. Alo, bà đó hả? Ừ, tôi sắp về rồi đây. Ông già, đi đứng thế à? Bác xin lỗi nha. Ông đi làm có mệt không? Hôm nay tôi đi chợ bán được hết chỗ rau muống đấy. Ai chà, thảo nào hôm nay bà cho tôi ăn sang thế, có cả thịt với cá. Chả mấy khi ông ăn nhiều vào, còn lấy sức đi làm. Ngày nào cũng đạp mười mấy cây số, ông mệt lắm đúng không? Không, tôi không mệt. À, đây, tiền bán hàng hôm nay đây, bà cất đi này. Dạo này bán chậm hơn chút nên cũng không được nhiều. Sắp Tết rồi, tôi tính năm nay vợ chồng mình về quê chơi. Ngoài tiền tàu xe, mình cũng nên mua ít quà cho các cháu. Ừ, phải về chứ, không nhiều thì ít, nhưng phải tươm tất, lâu rồi vợ chồng mình không về. Bác mua giày cho mình hay cho ai? Tôi mua giày cho bà nhà của tôi. Sao bác không đưa bác gái đến đây đi thử? À, thực ra bà nhà của tôi mà biết tôi đi mua giày cho bà ấy thì chắc bà ấy sẽ không chịu đi đâu. Bà ấy tiếc tiền lắm. Mà sắp Tết rồi, tôi muốn mua cho bà ấy một đôi giày đẹp đẹp chút để bà ấy về quê. Dạ, cháu hiểu ạ. Bác gái đi size bao nhiêu? Để cháu chọn cho ạ. Bà ấy đi size 38, cháu chọn giúp bác đôi nào tầm 200-300 thôi. Đôi này size 38 mà chất đẹp, kiểu dáng cũng được này bác. Giá cũng vừa phải nữa, chỉ 230.000 thôi. Tốt rồi, cô ơi, cô bọc giúp tôi nhé. Bà xem có vừa không? Không vừa tôi đổi lại cho. Cái gì vậy ông? Ồ, một đôi giày. Đẹp quá ông à. Vừa như in chứ. Ngày nào ông cũng đưa tiền cho tôi, lấy đâu mà ông mua đôi giày này? Tiền mua cho bà, kiểu gì tôi chẳng có. Miễn là bà thích là được rồi. Cảm ơn ông, tôi thích lắm. Ngọc Lục Bảo. Đây là một món quà rất quý, tôi xin dành tặng ngài. Mau ngài giúp tôi nhiều hơn trong việc làm ăn. Chỉ là một viên đá có màu xanh thôi, cũng có chút lấp lánh, nhưng xem ra đâu có gì đặc biệt. Đây là Ngọc Lục Bảo, nhưng mới chỉ là ở dạng thô. Có dịp ngài hãy mang ra tiệm kim hoàng để tạo ra những nạm ngọc hoặc vòng ngọc theo ý muốn. Đó chắc chắn là món đồ tuyệt vời dành cho một người cao quý như ngài. Anh thật là khéo nịnh. Thôi được rồi, tôi xin nhận. Chưa nghe có loại ngọc này bao giờ, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Chào, chào các bạn.
Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Ôi giời, hỏi làm gì? Nhìn là biết quê mùa cục mịch rồi, chắc là đến từ một nơi tăm tối nào đó. Tớ là một viên ngọc. Ngọc ư? Trong da của cậu thô ráp thế kia mà cũng dám nhận là ngọc ư? Thật nực cười. Chẳng hiểu sao ông chủ lại để cậu ta vào một nơi quý giá như thế này và sống cùng chúng ta nữa. Đúng rồi, cậu ta không xứng đáng được ở đây. Đúng. Mình thật xấu xí và kém cỏi. Tại sao mình lại bất hạnh thế này? Hôm nay mình sẽ thử mang viên ngọc lục báo đi ra tiệm kim hoàng xem thế nào nhé. Anh lấy ra cho em xem thế nào đã. Em xem, viên ngọc này thì nên mài giũa thành vòng tay hay là vòng cổ. Nếu em thích thì có thể làm nhẫn vàng nạm ngọc cũng được đấy. Cái này mà gọi là ngọc à? Xù xì, thô ráp, màu thì thâm xỉn, chả có tí sang trọng gì cả. Ờ nhỉ, hôm trước thấy nó còn sáng óng ánh cơ mà, sau nay đã thâm xỉn thế này. Thật chẳng ra làm sao cả. Mình bị tên nhỏ thó kia lừa tặng đồ dởm rồi. Hắn ta thì lấy đâu ra ngọc quý tặng mình cơ chứ. Mày có gì đấy? Ơi, một viên đá xanh. Ôi, đau quá. Khổ thân, chắc là cậu ấy đau lắm. Con trai, con lại bị đau sao? Để mẹ xoa bóp cho con nha. Khổ thân con của mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con không đau đâu. À không, con hết đau rồi. Thật sao? Con không đau nữa thật chứ? Đau là phải bảo mẹ, nghe chưa? Dạ. Không, mình phải thật mạnh mẽ. Mình không thể khiến mẹ đau lòng được. Trời lại sáng rồi, một ngày mới tươi đẹp. Nhất định hôm nay mình phải cứng rắn lên, không để mẹ phải lo lắng nữa. Con trai, con ngủ ngon không? Trong người con thấy thế nào rồi? Dạ, con ngủ rất ngon, mẹ yên tâm. Con luôn khỏe mạnh mà. Con trai của mẹ mạnh mẽ lắm. Nhìn con, mẹ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Mẹ, quả là một cậu bé kiên cường. Sự mạnh mẽ và sự lạc quan của cậu ấy khiến mình cảm thấy cuộc đời này đáng quý biết bao. Mình cũng phải mạnh mẽ và tự tin lên mới được. Ôi, viên đá đang dần trở nên lấp lánh. Ôi, liệu đây có phải là ngọc quý không? Mẹ sẽ mang ra tiệm kim hoàng hỏi xem sao. Biết đâu có thể có được một món tiền để điều trị cho con. Là ngọc lục bảo quý giá, chị gặp may đây. Tôi sẽ trả cho chị số tiền thật hậu hĩnh. Ôi, thật không ngờ ngọc quý phải vào tay người biết nó. Vậy là tôi có đủ tiền để chữa bệnh cho con rồi. Sau đó ngọc lục bảo được gọt giũa thành vòng tay và mặt đá của những chiếc nhẫn quý giá. Vượt qua sự tự ti, ngọc lục bảo trở thành vật quý luôn tỏa sáng, tự tin bậc nhất, khiến mọi người xung quanh phải nể phục. Bọ cánh cam và kiến vàng. La 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 la, bầu trời xanh xanh xanh, lá cây cũng xanh xanh xanh. Bọ cánh cam, cậu đang làm gì đó? Ơi, kiến vàng, cậu làm tớ giật mình đấy. Tớ vừa uống sườn sớm, cậu có muốn thử không? Không, chán lắm, tớ chẳng có trò gì chơi cả. Tớ đang tính qua nhà rủ cậu chơi trốn tìm đó. May mà cậu ở đây. Không được, mẹ dặn tớ phải đi bắt rệp vừng. Bắt rệp thì lúc nào làm chẳng được. Hôm nay thời tiết đẹp thế này, chỉ đi chơi là sướng thôi. Nhưng lần này cậu không được bày trò quậy phá gì nữa nhé. Mẹ tớ bảo tớ với cậu là bạn thân thì phải biết khuyên nhủ cậu cho ngoan hơn. Biết rồi, đi nào. Đi một lát thôi kiến vàng nhé. Tớ sẽ cho con sâu bướm này một trận. Hôm trước nó ỉ to lớn dám bắt nạt tớ, giờ thì đang làm kén rồi nhé. Không làm gì được tớ nữa rồi. Thôi bỏ đi, cậu ấy đang làm kén rồi. Bỏ là bỏ thế nào được? Lần này nó đã nằm im trong kén rồi, cấm có ho he gì được.
tớ sẽ cho nó biết bản lĩnh thật sự của tớ là thế nào. Hảo hán trả thù 10 năm chưa muộn. Không được chọc phá người khác, làm vậy là xấu. Chả sao cả, cậu cứ đứng ở đó, có trò hay mà xem. Cho ngươi chết. Ôi, cho ngươi chết. Nhột quá. Đừng làm thế nữa kiến vàng. Ta mà thoát được, ta cho mi biết tay. Ôi, nhột quá. Kiến vàng, dừng lại đi. Kén của sao bướm rơi mất thì sao? Cậu có sao không? Tha cho mi. Thôi, ta đi đây. Đồ sao bướm béo mất. Cậu thấy tài tớ chưa? Trò này vui quá. Chẳng vui gì cả. Thôi, mình về làm việc đây. Cậu toàn bày trò chọc phá người khác thôi. Vội gì? Trò mới đây rồi. Trong cái mụ gõ kiến kia kìa, suốt ngày chỉ biết rỉa lông rỉa cánh làm điệu. Đúng là cái đồ đởm dáng. Kiến vàng, đừng trêu chọc nó, nguy hiểm lắm. Không phải sợ, khi nào có hiệu lệnh, cậu chỉ việc chạy theo tớ. Mình cứ trốn xuống thảm lá mục là không sao cả. Nó sẽ không phát hiện ra đâu. Đẹp mà ngốc nghếch ngu si. Đó là gõ kiến ở nơi đầm lầy. Là đứa nào? Đứa nào dám cất giọng cảnh khóe ở đây? Đẹp mà ngốc nghếch ngu si. Ôi! Thằng kiến vàng dám trêu người ta hả? Chạy mau, chui xuống thảm lá vàng. Chúng trốn đâu rồi? Lần này thì có chạy đằng trời. Chết này, cho dù cái tội trêu ngươi. Trời ơi, làm thế nào bây giờ? Từ lần sau còn để ta bắt gặp thì biết tay. Cánh cam, cậu có sao không? Cánh cam ơi, cậu nói gì đi. Tớ làm hại cậu rồi. Ôi, mỏi quá. May quá, cậu tỉnh rồi. Cậu có làm sao không? Tớ không sao, chỉ hơi ê ẩm một chút. Trời ơi, cánh của cậu, nó bị rách rồi. Không sao đâu, may mà tớ không bị mổ vào đầu. Chỉ rách cánh thì tớ vẫn đi được. Tớ xin lỗi cậu, chỉ vì trò nghịch ngợm quấy phá của tớ mà cậu bị liên lụy. Cậu đừng áy náy về chuyện của tớ, vì dù sao thì cũng không thể thay thế được gì nữa. Nhưng cậu bỏ cái thói nghịch ngợm quấy phá người khác đi, vì nó sẽ khiến rất nhiều người bị tổn thương, trong đó có cả cậu nữa. Được, tớ hứa, tớ xin hứa. Anh em sinh đôi. Bông ơi, bà cho bông cái rổ nè. Rổ cho búp bê. Chứ phải tìm cho búp bê ngôi nhà nữa. Ai cho bóng cái hộp kẹo của anh? Cho em đi, cho em đi. Không cho, hộp kẹo này anh để dành đựng bi ve. Bóng lấy hộp kẹo của bóng mà chơi. Hộp kẹo của em mang đi chơi nấu ăn bẩn rồi. Kệ bóng. Bà ơi, anh Tâm lấy nhà của búp bê rồi. Bóng ngoan, Tâm à, mấy hôm nữa đến sinh nhật hai đứa, ba mẹ về, thấy anh em hòa thuận với nhau, ba mẹ mới vui. Mấy hôm nữa ba mẹ về thật hả bà? Thích quá. Ba mẹ về chắc mua nhiều quà lắm đây. Nhưng mà hai anh em sinh nhật có tặng quà gì cho nhau không? Không bao giờ. Bà nghe nói hai anh em sinh đôi thường suy nghĩ giống nhau lắm. Nhanh lên Tâm ơi. Anh Tâm, cho em theo với. Bóng ở nhà đi, anh đi câu cá về đổi bi ve chơi. Anh Tâm. Anh Tâm. Đúng rồi. Nếu có bi ve, chắc anh Tâm sẽ ở nhà chơi với mình. Súng cho tớ một viên nhé. Tớ phải đổi mấy đôi dép cũ mới được mua đấy. Cậu có đổi gì không? Tớ không có. Búp bê,
Đúng rồi, búp bê. Nắm có thích búp bê không nào? Không, búp bê của tớ mà. Cậu có thích những viên bi ve này nữa không? Cái bóng mà có ngôi nhà búp bê này thì chắc nó thích phải biết. Ôi, đắt thế. Đi thôi Tôm ơi. Mai là sinh nhật hai đứa rồi đấy. Bà sẽ ra chợ thị trấn mua bánh bông lan. Cái bóng nó bảo anh Tôm thích ăn bánh bông lan lắm. Cái bóng bảo thế hả bà? Ừ. Cái bóng là con gái mà lại chẳng thích bánh bông lan. Lạ thế chứ, nó chỉ thích chơi búp bê. Bà ơi, cái bóng có ít đồ chơi bà nhỉ? Bà có thích hộp kẹo của cháu không? Cháu sẽ bán lại cho bà. Bà mà đựng cao trầu vào cái hộp kẹo ấy thì đẹp lắm. Cháu định dành hộp kẹo để đựng bi ve mà. Cháu chưa mua bi ve đâu. Mấy con cá cháu câu chiều nay cháu vẫn để dành ngoài chậu. Mai ba mẹ về, bà kho cho ba mẹ ăn nha bà. Ừ, thế cháu cần tiền làm gì mà phải bán hộp kẹo cho bà? Bí mật ạ. Ơi, mẹ mua váy cho em. Anh Tôm này, thích quá. Ba mua giày cho anh này, mới tin luôn. Anh Tôm có nhường nhịn em bóng không đấy? Con có quà sinh nhật cho em bóng nè ba. Anh Tôm tặng quà sinh nhật cho em hả? Có thật không? Nhà cho búp bê của em. Bóng không thích hả? Em thích, nhưng... em đổi búp bê cho súng, lấy những viên bi ve này để tặng anh Tôm rồi. Bóng. Hai cháu ngoan của bà, ngoan quá. Ấm trà cổ. Ông ơi, ông sang dùng bữa ạ. Ừ, cứ để trên bàn đấy, lát ông ăn sau. Ngày nào con cũng thấy ông lau lau chùi chùi, thế thì lấy đâu ra bụi hả ông? Chắc anh không biết. Những người yêu thích đồ cổ như ta thì có lau chùi thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy chưa đủ. Vâng, nếu huyện ta mà bình chọn những người giàu có về đồ cổ thì ông chẳng thua kém gì nhà buôn đâu ạ. Không không, ta chỉ nhận là người yêu thích đồ cổ thôi, chứ không nhận mình giàu có. Anh đừng có nói như thế, người ta cười cho đấy. Dạ con biết rồi, con đúng là có phước thì mới gặp được người tốt tính lại khiêm tốn như ông. Thôi con đi làm vườn đây ạ. Ừ. Tú ơi, Tú. Dạ ông cho gọi con. Nghe nói ở làng bên có người giao bán chiếc ấm trà cổ, ông sang đó xem sao. Anh trông nom nhà cửa cẩn thận nha. Vâng con biết rồi. Ông đã về rồi đấy ạ. Có mua được đồ không ông? Có. Ôi ấm trà này đẹp quá ông ơi. Đây là một chiếc bình cổ gia truyền nhiều đời. Hắn người làm ra chiếc bình này là một nghệ nhân giỏi và có tâm. Thế tại sao họ lại bán bình này hả ông? Anh ta lỡ sa vào con đường cờ bạc nên phải bán hết gia tài để trả nợ. Khi vừa nhìn thấy nó, ta đã thích rồi vì ta chưa thấy chiếc bình nào đẹp như vậy. À, ra thế. Thôi để con mang ấm cất vào tủ nha. Ông rửa chân tay để ăn cơm ạ. Ừ, nhẹ tay thôi kẻo sức nhé. Cha cha, còn gì yên bình hơn. Hôm nay chồng lại đến nhà Tôm thế này, sao ông không báo trước để tôi cho người qua đón? Tôi tiện đường ghé qua thăm ông luôn. Tú ơi, Tú lấy cái ấm ông mới mua hôm trước pha trà nhé. Nhớ rửa thật kỹ vào, không bụi bẩn đi. Vâng ạ. Con mời hai ông dùng trà. Ừ, mời ông dùng trà. Chà, chiếc ấm này đẹp quá. Sao tôi chưa từng thấy nó bao giờ nhỉ? Ấm trà này tôi mới mua được của một người ở làng bên đấy.
Không hổ danh là người sưu tập chiếc ấm, đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Ông cũng thấy vậy sao? Tôi tuy có nhiều ấm cổ, nhưng ưng nhất vẫn là chiếc này. Thôi, ông uống trà đi kẻo nguội. Tôi nghe họ nói trà pha bằng ấm này uống rất thơm ngon. Quả đúng như ông nói, vị trà rất đậm đà, mùi thơm, đúng là ấm đẹp, trà ngon. Bạn tri kỷ, tôi có phúc có phần mới quen biết được một người bạn như ông. Kìa, ông nói thế chẳng hóa ra chê cười tôi ư? Mấy khi được ông chiếu cố đến chơi lại cùng thưởng trà như thế này. Tôi thì chỉ ước có cuộc sống thanh tao, yên bình như ông thôi. Tay ông có sao không? Để tôi sai thằng Tú lấy ít thuốc bôi cho mát. Tôi không sao. Nhưng chiếc ấm... Không sao, ông cứ để đó, tôi bảo thằng Tú dọn cho, không quẹt vào tay chảy máu thì khổ. Tú ơi! Ông gọi con ạ. Anh dọn cho ta đống mảnh vụn này, rồi pha cho ta ấm trà khác nhé. Tôi thành thật xin lỗi ông về ấm trà. Nếu được, tôi xin đền ông cái khác. Chỉ là một cái ấm trà thôi, ông đừng quá bận tâm. Hôm nào rảnh ghé qua tôi chơi nữa nhé. Nhất định là thế. Thôi tôi về đây, chào ông. Ông ơi, chiếc ấm này ông rất thích mà phải khó khăn lắm ông mới mua được. Vậy mà lúc nãy ông ấy làm vỡ, ông không tức giận lại còn pha ấm trà khác mời ông ấy. Chẳng nhẽ ông không tiếc ư? Tiếc, ta rất tiếc vì không thể dùng nó để pha nhiều ấm trà khác mời bạn bè. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, có nổi giận hay luyến tiếc không có ích gì. Chi bằng hãy nghĩ rằng lúc nào đấy ta lại tìm được một chiếc bình đẹp hơn như thế. Nếu lúc đó ta giận dữ thì tình thâm giữa ta và ông bạn kia chắc gì đã còn. Sống trên đời là phải biết kiềm chế cơn giận, có thể cầm lên, có thể bỏ xuống thì cuộc sống mới an nhàn, thanh tịnh. Còn giữ mãi mối hận thù, tiếc nuối thì chẳng phải đã lãng phí cuộc đời hay sao? Dạ con hiểu rồi ông ạ.